Thưa quý vị, 5 tháng sau ca mổ tách dính thì Trúc Nhi và Diệu Nhi đã có thể đứng vững đi một đoạn ngắn với sự trợ giúp của cha mẹ. Và xin mời quý vị sẽ cùng với chúng tôi ngắm nhìn những hình ảnh đáng yêu mới nhất của hai bé. Sáng 17 tháng 12, hai chị em 18 tháng tuổi đến Bệnh viện Nhi đồng thành phố cùng hàng trăm bạn nhỏ đón Giáng sinh. Các bé hào hứng theo dõi văn nghệ thiếu nhi, nhún nhảy theo nhạc và vuốt ve chú chim bồ câu đạo cụ ảo thuật. Tròn 5 tháng sống độc lập trong hai cơ thể riêng biệt, Trúc Nhi và Diệu Nhi đã lớn lên nhiều. Chị Trần Thị Hồng Thúy, mẹ bé cho biết khá vất vả khi cùng lúc phải chăm hai con trong độ tuổi tập đi tập nói. Tuy nhiên, nhìn các con phát triển khỏe mạnh, niềm vui đã lấn át nỗi cực. Còn bố của hai bé cho biết ở nhà hai bé nghịch hơn rất nhiều, thường tự bám vào thành giường hoặc là tường để tập đi, không cần bồng bế nhiều như trước. Mái tóc cả hai đã mọc dày hơn kể từ lúc phải cạo trọc để mổ tách.